mua sạc nhanh chính hãng siêu rẻ đến chơi2.vn. Mua tai nghe Bluetooth i27 hay nhất tầm giá 500.000 đến chơi2.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên bàn làm việc của mình bây giờ đang có 4 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 8 với 4 màu sắc khác nhau. Đấy, chúng ta sẽ có màu xanh này, chúng ta sẽ có màu đen này. Đó, màu cái này gọi là màu gì nhỉ? Mình gọi là màu mắm tôm này. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có màu vàng. 4 màu sắc khác nhau này, và nếu mà chúng ta lật mặt trước ra thì các bạn sẽ thấy là tất cả những chiếc Samsung Galaxy Note 8 này nó vẫn còn siêu mặt luôn, và thậm chí là những cái siêu viền ở đây này nó vẫn còn luôn. Và mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn, đây là những chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 8 gần như còn mới tinh. Đấy, nó vẫn còn nguyên siêu như thế. Và hiện tại Di động Mango đang bán những sản phẩm này với mức giá rất là rẻ thôi. Ví dụ như là Samsung Galaxy Note 8 Hàn 64GB mới tinh không có hộp thì sẽ là 7.290.000. Còn nếu các bạn muốn có hộp, và hộp cũng là hộp phụ kiện chính hãng luôn nhé, hộp zin luôn nhé, thì sẽ là 7.590.000 đồng. Đấy, và thêm một điểm nữa đó là nếu các bạn mua qua kênh của mình, nghĩa là các bạn vào website của Di động Mango xong các bạn gọi điện đến hotline, các bạn nói rằng là các bạn mua qua kênh của mình, các bạn sẽ được giảm trực tiếp 200.000 đồng. Nghĩa là giá bây giờ sẽ chỉ còn là 7.090.000 đồng đối với phiên bản mới và không có hộp. Còn thêm hộp nữa thì sẽ là 7.390.000. Nghĩa là với mức giá khoảng hơn 7 triệu mà được một sản phẩm hàng mới tinh rồi thì mình thấy là cũng rất là hợp lý chứ, đúng không nào? Những bạn nào mà cần hộp, còn những bạn nào là không cần hộp. Ví dụ như là nếu các bạn cần những cái phụ kiện chất lượng đi kèm theo Samsung Galaxy Note 8. Đây, ví dụ như là cái hộp này chẳng hạn, mình mở ra, mình sẽ xem là chúng ta sẽ có những cái phụ kiện gì. Đấy, nếu các bạn cần những cái phụ kiện kiểu như là sách hướng dẫn sử dụng này, rồi là cáp USB OTG này, rồi là tai nghe AKG, rồi sạc nhanh các thứ, đấy vân vân vân. Đó, thì các bạn sẽ cần hộp. Còn nếu mà bình thường, như mình nói luôn, đấy là nếu mà chúng ta chỉ cần một cái sản phẩm mà nó có máy là được, ở nhà chúng ta có sẵn một cái cục sạc rồi, xong rồi tai nghe chúng ta cũng đã có rồi, thì thôi mua cái loại không hộp để cho nó tiết kiệm được mấy trăm nghìn. Tại sao nó lại có một cái sản phẩm mà nó lại gọi là hàng mới không hộp như này? Bởi vì mình nói luôn, đây là hàng tồn kho đấy. Và các bạn biết là hàng sách tay khi mà vận chuyển về Việt Nam ấy, nó không giống như là hàng chính hãng, nó bắt buộc nó phải tách cả hộp với cả máy ra. Đấy, cái điều này là điều hơi tế nhị một tí, nhưng mà mình cũng phải nói thẳng vào đây cho các bạn. Đấy, nghĩa là có nhiều cái là hàng sách tay nó về là nó sẽ về máy trước, nó về một lô máy như này, có thể là máy mới tinh. Đấy, xong rồi trong quá trình vận chuyển thì siêu trước thứ nó bị bong ra, người ta phải dán lại như này. Đấy, về một loạt máy, xong sau đó thì hộp sẽ về sau. Đấy, nên là cũng tùy máy, có những máy người ta sắp xếp lại hộp được thì người ta sẽ xếp hộp với cả máy là trùng email với nhau. Đấy, tuy nhiên là nếu người ta không sắp xếp hộp được, bắt buộc người ta phải bán dưới dạng là hàng mới nhưng mà không hộp. Các bạn hình dung được không? Đấy, và mình cũng đã làm cái video về chiếc điện thoại Sony Xperia XZ Premium phiên bản 2 SIM hàng mới tinh. Đấy, và nó cũng như vậy. Đấy, thì đây là cái mà mình muốn giải thích cho các bạn về cái Galaxy Note 8 này. Và nếu mà chúng ta xét ở trên cái tham chiếu là hàng coi như là mới đi, thì ở trong cái phân khúc giá này chúng ta sẽ lựa chọn là những sản phẩm gì? Nếu chúng ta lựa chọn điện thoại hàng sách tay, điện thoại hàng chính hãng mà lại là Samsung, chúng ta sẽ chỉ lựa chọn là Samsung Galaxy A70 trong cái tầm giá đó. Mà A70 thì không có tuổi mà so sánh sang với cả Samsung Galaxy Note 8. Nếu chúng ta lựa chọn sang phân khúc hàng sách tay đi, trong cái tầm giá khoảng 7 triệu như này, chúng ta sẽ có được Redmi K20 Pro, một sản phẩm mà có một hiệu năng rất là mạnh mẽ. Nhưng nếu mà so sánh về mặt thiết kế và mức độ hoàn thiện thì là K20 Pro sẽ không thể bằng Samsung Galaxy Note 8 được. Về mặt màn hình thì cũng không thể bằng Galaxy Note 8 được. Về mặt camera thì có thể nhỉnh hơn Galaxy Note 8 một chút. Về mặt thời lượng pin cũng có thể nhỉnh hơn, hiệu năng cũng có thể nhỉnh hơn. Nhưng về mặt thương hiệu, về kháng nước, kháng bụi, về giải trí âm thanh và đặc biệt là về khoản thu âm thì lại không bằng Galaxy Note 8. Nói chung là mỗi một sản phẩm thì nó lại đều có một cái ưu nhược điểm riêng. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh sang Galaxy Note 8 với cả K20 Pro thì có những cái điểm mà Galaxy Note 8 nó đang nhỉnh hơn đấy chứ. Đấy, hoặc là nếu mà chúng ta so sánh sang với cả đối thủ của Samsung đi, đó là Apple, thì Apple bây giờ khoảng 7 triệu hơn đi, 7 triệu rưỡi, các bạn sẽ xem các bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm nào của Apple nào, đúng nào? Liệu các bạn có lựa chọn được iPhone 7 mới 100 hay không, hay thậm chí là iPhone 6s Plus mới 100%, liệu các bạn có lựa chọn được không? Chắc chắn các bạn sẽ không thể lựa chọn được. Và hai sản phẩm đó mà so sánh sang với Galaxy Note 8 thì làm sao có cửa mà so sánh sang với Galaxy Note 8 đấy. Hoặc là nếu mà chúng ta lấy iPhone 7 Plus đi,
để so sánh sang với cả Galaxy Note 8, thì trong cái tầm giá đó chúng ta cũng chỉ lựa chọn iPhone 7 Plus lóc thôi nhá, chứ chưa lựa chọn iPhone 7 Plus quốc tế mà còn cũ đâu. Đấy, nếu mà so sánh sang với cả Galaxy Note 8 thì iPhone 7 nó sẽ như thế nào? Đấy, thiết kế iPhone 7 thua này, màn hình iPhone 7 cũng không đẹp bằng này. Hiệu năng thì thời điểm hiện tại mình đánh giá là hiệu năng của Galaxy Note 8 sẽ nhỉnh hơn iPhone 7 đấy nhá. Camera Galaxy Note 8 cũng nhỉnh hơn. Thời lượng sử dụng pin thì mình đánh giá là iPhone 7 Plus sẽ tốt hơn. Nhưng mà Galaxy Note 8 nó lại có sạc nhanh hơn. Đấy. Âm thanh giải trí tốt hơn, loa ngoài nghe hay hơn. Đấy, và đặc biệt nữa là nó lại còn có hai SIM. Đấy, đấy là những cái điểm mà mình so sánh nhanh giữa Galaxy Note 8 với cả những cái đối thủ ở trong cùng cái tầm giá của nó. Đó. Và mình thấy là hiện tại là Galaxy Note 8 là một trong những sự lựa chọn đáng để cho chúng ta cân nhắc, và giá tại Zalo Mango bây giờ đang rất là tốt rồi. Các bạn chú ý nhé, khi các bạn mua hàng qua Zalo Mango, các bạn chú ý là cứ nói là mua hàng qua kênh video Dương Dê, các bạn sẽ được giảm trực tiếp 200.000 đồng. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Samsung Galaxy Note 8 gần như mới 100%? Cũng có thể để lại comment để cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.